Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, trong mỗi một xã hội bận rộn và vội vã như thời nay, ngày càng nhiều người có xu hướng kết hôn muộn và lựa chọn cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, họ không ế như nhiều người vẫn nói, mà chính xác hơn là họ chọn cho mình cuộc sống với hai chữ độc thân, tự do và vui vẻ. Ở cái tuổi không còn bồng bột, cái họ cần không phải là một chuyện tình rộn ràng và lãng mạn, thay vào đó là chọn cho mình một con đường đi đúng với một người bạn đồng hành thích hợp. Phụ nữ càng trưởng thành, họ càng cần cho mình một người đàn ông đủ bản lĩnh. Bản lĩnh cả trong lời nói và bản lĩnh trong hành động để có thể tin tưởng, gửi gắm cả cuộc đời. Nhất là với những con giáp nữ yêu cầu cao dưới đây, họ sẽ không chọn khi chưa tự tin vào sự lựa chọn đó. Có lẽ đó là lý do họ kén chọn để tìm được một người thích hợp, đủ để tin tưởng, đủ an toàn để gửi gắm cả cuộc đời. Trước khi nghe kênh Phong thủy may mắn chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đầu tiên, cô nàng tuổi Tý. Tử vi 12 con giáp nhận thấy cô nàng tuổi Tý chính là một trong số các con giáp nữ yêu cầu cao khi độc thân. Trước đó, họ cũng từng trải qua quá trình yêu đương cập kề như bao người khác, cũng làm quen với không ít anh chàng ưu tú. Nhưng sau cùng, các mối quan hệ đó đều chẳng đi đến đâu. Bởi vì các cô ấy hiểu rằng đó chưa phải thời điểm chín chắn để quyết định đồng hành cùng ai đó. Nàng giáp này hy vọng mình sẽ tìm được một người xuất sắc hơn, thích hợp hơn, cho nên vẫn không ngừng tìm kiếm và lựa chọn. Cô ấy sẽ không vội vàng đưa ra quyết định liên quan đến việc hệ trọng cả cuộc đời của người con gái. Nếu không, trong lòng sẽ luôn cảm thấy canh cánh và tiếc nuối. Nhớ quyết định sớm rồi giữa cả hai xảy ra vấn đề gì, sau đó lại gặp được một người ưu tú hơn thì phải làm sao? Cho nên độc thân càng lâu, cô nàng tuổi Chuột lại càng khó tính. Họ đặt ra rất nhiều yêu cầu của riêng mình và tìm kiếm một người đáp ứng được hết những yêu cầu đó. Nếu may mắn đối phương xuất hiện sớm, đó quả thật là điều vô cùng tốt đẹp. Còn nếu tìm mãi mà không thấy, cô nàng này cũng chẳng ngại ế thêm vài năm để đợi bằng được midlife của cuộc đời mình. Chậm mà chắc vẫn còn hơn. Cô nàng tuổi Thìn. Lý do khiến cô nàng tuổi Thìn độc thân càng lâu càng dễ trở thành con giáp nữ yêu cầu cao là bởi theo thời gian, chính bản thân nàng giáp này cũng trở nên ưu tú hơn rất nhiều. Các cô nàng rồng tuy có vẻ bề ngoài hiền lành, dễ gần, nhiều sở thích sống trẻ con, nhưng trên thực tế, họ lại là những người có suy nghĩ rất chín chắn, sắc sảo và cực kỳ kén chọn nửa kia của mình. Với họ, chuyện yêu đương phải rõ ràng và nghiêm túc, đó là nền tảng cơ bản để tạo dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gắn bó lâu dài trong tương lai. Thời còn bồng bột, khi mà trong tay chưa có gì, nếu như gặp một chàng trai có trình độ học vấn không tệ, cô nàng tuổi Thìn có thể cảm thấy đối phương rất ổn, là lựa chọn ổn nhất ở thời điểm đó. Nhưng thời gian dần trôi đi, khi nàng giáp này giỏi giang hơn, thành đạt hơn và xinh đẹp hơn, chàng trai lúc trước sẽ chẳng thể lọt vào mắt xanh của nàng. Lúc này, tầm mắt của họ sẽ trở nên khắt khe hơn. Người mà họ chú ý tới chắc chắn phải là người có bản lĩnh cả về suy nghĩ và hành động. Chẳng những trình độ cao, anh chàng đó còn phải có phong thái chững chạc mới xứng đáng để nàng rồng suy nghĩ đến chuyện tương lai. Với lòng kiêu hãnh sẵn có, nàng giáp này đặt ra những tiêu chuẩn khá cao trong việc lựa chọn mảnh ghép của cuộc đời mình. Và nếu đối phương không đáp ứng đủ những yêu cầu đó, thì họ chẳng mong có ngày gặp lại. Vì thế không ít lần, tuổi Thìn bị coi là chảnh và kén cá chặt canh. Cô nàng tuổi Mùi. Với cô nàng tuổi Mùi, tuổi tác càng tăng, quả thực họ cũng sẽ có chút hoảng loạn và sốt ruột, chỉ lo không tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Sợ rằng mình càng kén chọn sẽ càng tìm không ra người như ý. Dẫu vậy, suy nghĩ của nàng giáp này vẫn rất kiên định và khó mà thay đổi, không chịu nhún nhường chỉ vì bị thúc giục. Cho nên, thời gian độc thân càng lâu, suy nghĩ của cô ấy lại càng thông suốt. Thay vì để ý đến những lời nói của người ngoài, cô nàng giáp này tập trung cho cuộc sống, công việc và các mối quan hệ của bản thân nhiều hơn. Cuộc đời vốn là của mình, sao cứ phải sống theo lời người khác nói? Thậm chí, nàng giáp tuổi Mùi còn tự cảm thấy cuộc sống độc thân cũng rất tốt, rất vui, sao cứ phải kết hôn. Nếu như người mà mình trông ngóng vẫn chưa xuất hiện, vậy thì nàng sẵn sàng chờ đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Miễn là khi đã lựa chọn,
cô ấy sẽ không bao giờ phải hối hận với những quyết định của mình. Cho nên càng độc thân, yêu cầu của tuổi Mùi lại càng cao, họ hy vọng một nửa của mình sẽ là người ưu tú nhất. Cô nàng tuổi Dậu. Đa phần, các nàng tuổi Dậu đều có lối sống cầu toàn nên chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Họ khá khó tính trong việc lựa chọn nửa kia của mình, bằng chứng là họ có hàng loạt những tiêu chí khó nhằn về người tình trong mộng. Đơn giản vì họ muốn tìm kiếm cho mình một nửa hoàn hảo nhất, nên cho dù nhiều đối tượng để ý và tán tỉnh thì họ cũng chẳng dễ dàng mở lòng mà đón nhận. Độc thân càng lâu, cô nàng tuổi Dậu lại càng dễ nhìn thấu bản chất của tình yêu. Lúc trước, bạn bè bên cạnh cứ đua nhau vô bài hạnh phúc của bản thân. Nhưng giờ, chẳng phải trong mỗi buổi tụ tập, ai nấy cũng đều than vãn rằng cuộc sống hôn nhân có bao nhiêu gò bó, bao nhiêu mệt mỏi. Thậm chí có người còn hâm mộ cô nàng gà rằng độc thân thích thật đấy chứ. Cho nên, trong suy nghĩ của nàng giáp này, độc thân cũng đâu có gì xấu. Nhất là khi bản thân họ vẫn cảm thấy hết sức hài lòng và thoải mái khi một thân một mình như vậy. Hơn nữa, độc thân còn giúp các nàng có thêm thời gian và cơ hội để chậm rãi lựa chọn một người đàn ông đáng tin cậy để gửi gắm cả cuộc đời mình. Cô nàng tuổi Sửu. Cùng nằm trong danh sách độc thân, càng lâu yêu cầu lại càng cao chính là cô nàng tuổi Sửu. Trông vẻ ngoài của cô nàng tuổi Sửu hiền lành, nhu mì, nhưng thực chất họ là những cô gái có yêu cầu rất cao. Sự tham vọng bên trong và cả tính cách bướng bỉnh không cho phép nàng giáp này lựa chọn qua loa vì một vài ưu điểm mà nhắm mắt đưa tay trong chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Cô nàng cầm tinh con trâu chẳng ngần ngại ế thêm vài năm nếu như những người mà họ có thể đáp ứng những yêu cầu của bản thân vẫn chưa xuất hiện. Cô ấy không muốn lựa chọn vội vàng để rồi phải hối hận cả đời vì quyết định sai lầm. Hơn nữa, vốn là người có tinh thần cầu tiến và sống rất thực tế, họ thích những người xuất sắc và giỏi giang hơn mình. Nếu đối phương chỉ có trình độ bình thường, thật khó để cô nàng tuổi Sửu chấp nhận đồng hành. Ai bảo chính bản thân cô ấy vốn đã ưu tú rồi. Mặc dù người khác có thúc giục hay chê bai, ế còn kén ra sao, nàng giáp này cũng bỏ ngoài tai, sống cuộc đời của riêng mình. Dẫu sao, những người ngoài cuộc đâu có sống thay cho cô ấy, vậy thì quan tâm lời nói của họ làm gì? Quý vị thân mến, bên cạnh những cô nàng đã quá tuổi nhưng vẫn còn kén cá chọn canh, thì còn có những cô nàng có suy nghĩ ngờ nghệch sẽ bỏ lỡ tình yêu một cách đáng tiếc, luôn trong tình trạng ế chỏng ế trơ. Thưa quý vị, không phải họ thường ngày không thông minh, không tinh tế, có thể dễ dàng thấu hiểu mọi người. Thế nhưng trong tình yêu, họ lại trở nên rất ngông nghếch, không hiểu được tình cảm mà người khác dành cho mình. Quý vị hãy cùng kênh Phong Thủy May Mắn tìm hiểu xem những cô nàng tuổi nào rất dễ bỏ lỡ tình yêu trong phần tiếp theo ngay sau đây. Đầu tiên là cô nàng tuổi Tuất. Tuổi Tuất là con giáp sẽ bỏ rơi tình yêu vì khi gặp được tình yêu của cuộc đời mình, họ sẽ trở nên vô cùng thận trọng trong cách nói năng và hành xử. Họ sợ rằng một hành động hoặc một lời nói sai của mình sẽ gây tổn thương cho người ấy. Đặc biệt, ở giai đoạn đầu của tình yêu, họ thường giữ nhiều lời nói ở trong lòng, không dám nói những lời yêu thương vì sợ người ấy không có cảm xúc giống như mình, sợ mình sẽ bị người ấy xa lạ. Vì vậy, đối phương khó có thể xác định chắc chắn được tình cảm mà tuổi Tuất thật sự dành cho mình. Đôi bên đều phải dành rất nhiều thời gian để thăm dò cảm xúc của đối phương. Thời gian lâu dần, có thể người trong lòng của tuổi Tuất sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc vô vọng, khiến tình yêu vô tình trôi qua. Cô nàng tuổi Mão. Người tuổi Mão thường chần chừ, do dự, khó có thể đưa ra quyết định dứt khoát cho việc gì. Trong mỗi câu nói, mỗi việc làm, họ đều phải suy nghĩ rất lâu, đặc biệt là khi đối diện với tình yêu của cuộc đời mình. Cho dù đối phương có đưa ra cho họ nhiều ám hiệu, họ cũng có thể nhận ra, thế nhưng họ lại không dám chắc chắn đó có phải là biểu hiện của tình yêu hay không. Trong quá trình cân nhắc ấy, dù là con giáp chân thành, họ cũng sẽ không có một động thái đáp lại, khiến đối phương dần dần cảm thấy thất vọng, cho rằng họ không có cảm xúc tương tự với mình. Bên cạnh đó, con giáp sẽ bỏ lỡ tình yêu này cũng không dám chủ động bày tỏ tình cảm, sợ rằng mình sẽ là người bị từ chối. Đến lúc cảm thấy hối hận, muốn thay đổi thì đã muộn rồi. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu vốn là con giáp tâm cơ, họ thường hay suy diễn hết chuyện này đến chuyện khác, xem đối phương hành xử như vậy với mình là có mục đích gì.
Do đó, trước khi đưa ra được quyết định cuối cùng, họ thường phải suy nghĩ rất lâu. Và tính cách này lại càng được thể hiện rõ ràng trong chuyện tình yêu, khiến họ thường rơi vào trạng thái chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát. Với mỗi người đến với mình, họ đều phải suy đoán xem đối phương có thật lòng với mình hay không, hay là nhằm vào mục đích gì khác. Những suy nghĩ của họ dễ dàng gây tổn thương cho người khác, khiến người ta cảm thấy mình không được tin tưởng, không muốn tiếp tục tình cảm với họ nữa. Thưa quý vị, phụ nữ càng trưởng thành, họ càng cần cho mình một người đàn ông đủ bản lĩnh. Họ không còn như thời 18, đôi 10 để có thể có tình yêu như thời còn trẻ. Họ muốn tìm một người thích hợp, đủ để tin tưởng, đủ để an toàn, để gửi gắm cả cuộc đời sau này. Kênh Phong Thủy May Mắn xin chia sẻ đến quý vị top 5 con giáp nữ kén cá chọn canh, già kén kẹn hom, ế bền vững. Kết thúc video, nếu quý vị thấy hay thì đừng quên ấn like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!